人爱说得响亮，我如何地替罪罪会说冰冰，与你去认真察看，真心介意多相似都得两样，逃避过迷惑过，仍是可找到曙光，让你共我又再三欣赏，共你有过时光是最美一张，只要你爱惜并再可遇上，别怕再次受伤，连命连假装悔恨极难受，就算被原谅，让我对你道出无穷尽希望，天望里圆幻想，雾里找路向，愿意献上幸福是我守一生，不懂得曙光真相已是我所讲，đừng có đụng. Chuyện gì sếp Lương? Sếp cũng sợ chết sao? Nếu như sếp muốn chết sớm thì hãy mở cửa xe ra, hay là đập bể cái xe điện, rồi chiếc xe sẽ nổ đùng, nổ tung. Chỉ còn 60 phút nữa thôi, chiếc xe sẽ bị nổ. Sao đây, mùi vị này tốt chứ? Bột mì phải nhồi cho đều, bánh bông lan nó mới nổi được. Xin lỗi nha. Lần trước đó, vậy chị mở bàn tiếp đón người chồng đã bị chồng rầy. Giờ tôi bỏ đi. Tránh ra, tránh ra. Sếp Trùng, làm sao bây giờ? Sếp Lương, anh Thái, không sao chứ? Tạm thời không có gì, một lát thì chưa biết. Hai người đừng có lo. Tôi nghĩ Quỳnh Dậu chơi hù mình thôi, chắc không có gì đâu, hả? Quỳnh Dậu nó đặt bom thôi. Chỗ này là bãi đậu xe của tiền cảnh sát, không phải nó bỏ là bỏ đâu. Có lẽ chỉ là tinh dịch. Sếp Lương, không cần nói tôi biết rồi. Có phải vậy không? Được chưa? Làm khá lắm. Bỏ vô cái lò nướng, nướng 20 phút là xong. Sếp Trùng, sao cậu ta phát hiện một anh em quân trang bị thương nặng và bị hôn mê? Nhất định là Quỳnh Dậu làm. Gọi xe cứu thương chưa? Gọi rồi. Trùng, sao hả? Gia Dĩ và anh Thái, chuyên gia đã tới rồi. Hai anh cứ bình tĩnh đi, họ sẽ tháo bom được mà, đừng có lo. Tôi nhận được, sếp à. Chồng của chị thích ăn bánh bông lan lắm mà, lần này nhất định khen chị tài ba đó. Dĩ nhiên rồi, tôi đã bỏ nhiều công sức mà. Giờ tin tức đặc biệt. Ở tổng bộ thì cảnh sát đồng quân khí xảy ra một dữ kiện nghi ngờ đặt bom nổ. Hai nhân viên cảnh sát bao gồm thanh tra cao cấp của U Ký, ông Lương Gia Dĩ đã bị nhốt ở trong một chiếc xe bị nghi ngờ đã đặt bom nổ. Trước đó có một cảnh sát gác cái bãi đậu xe đã bị tập kích bị thương nặng và đã đưa vô bệnh viện. Khét hết rồi. Còn về chiếc xe bị đặt bom nổ, và cảnh sát trên xe vẫn ở tại hiện trường. Và bây giờ chuyên gia về quân quả đã tới hiện trường để tháo bom nổ. Chuyện này rất là nguy hiểm. Nè, nha, bỏ lên, bỏ lên, bỏ lên. Bỏ cửa, bỏ cửa, bỏ cửa ra. Bỏ cửa, không thể vào được. Cho tôi vô đi. Bỏ cửa, bỏ cửa, bỏ cửa ra. Bỏ cửa, bỏ cửa, bỏ cửa. Gia Dĩ sao rồi? Chị, nè, đứng đâu, nguy hiểm lắm đó. Ông xa tôi đâu rồi? Đứng đâu mà, nguy hiểm lắm. Gia Dĩ, ra đi, chị Mỹ, đứng đâu mà. Gia Dĩ, chị Mỹ, đứng đâu mà. Nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm, Gia Dĩ.
lên chị Mỹ không? Chị Mỹ dạ, nguy hiểm lắm. Ông xã, anh không sao chứ? Em đây nè, anh sao rồi? Em đừng khóc, anh không sao đâu, yên tâm đi. Ông xã, sao rồi? Trái bơm nổ đặc kính quá, không cách nào bắt tay vào. Đi. Lấy băng ca đi, mau lên, mau lên. Đi. Đưa bên đi dễ thương, mau lên. Trái bom chừng nào sẽ nổ? Chừng nào sẽ nổ? Còn 20 phút, hay là một giây đồng hồ sau khi sô cửa ra sẽ nổ. Sếp Lương, anh Thái, thì xin lỗi. Bây giờ chúng ta chỉ còn một cách thôi. Hai anh nghe rõ, sau khi mở cửa xe, một giây đồng hồ sau trái bom sẽ nổ. Bây giờ cái cách này là chúng tôi dùng xe cầu treo chiếc xe lên, mong là lợi dụng sức hút của trái đất. Khi mở cửa xe ra, hai anh sẽ nhảy xuống đường nhanh nhất. Chúng tôi làm như vậy, mong là hai anh có thể rời xa được phạm vi của bom nổ. Ở dưới xe đang lót những cái phao hơi, sau khi dàn xếp sẽ báo với hai anh ngay, có hiểu không? Nhận được. Nhận được. Anh thì đỡ, ít ra có người vợ tới gặp mặt của anh. Đàn bà nhiều khi phiền lắm, chuyên môn chọn những lúc không thích hợp để ra mặt. Được phiền não nhất hơn là không. Tôi cũng mong vợ của tôi tới, nhưng mà bà ở đâu tôi muốn trước khi chết gặp được bà một lần. Yên tâm đi, mình đâu có chết dễ như vậy, mình còn phải bắt Quỳnh dậu mà. Tôi thiệt nhớ tới em vậy. Anh cũng tình cảm hả? Trong lúc này mà vẫn còn nhớ tới vợ. Anh không phải sao? Tôi chỉ thấy là tôi có lỗi với cổ. Tôi thật hối hận đám cưới với cổ. Sếp không thích vợ của sếp hả? Tôi chỉ thấy tôi là một người không thích hợp với cuộc sống hôn nhân. Sếp Trùng, chúng tôi đã chuẩn bị rồi. Sếp Trùng, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Sếp Lương Anh Thái, ở dưới đã chuẩn bị xong. Hai anh canh đúng giờ là tự nhảy xuống nha. Chúc hai anh may mắn. Nhận được. Thái à, chuẩn bị nha. Anh Thái, chuẩn bị xong chưa? Một, hai, ba. Sao rồi, có phải những anh em bị thương hay không? Có anh em bị thương. Đáng lẽ Quỳnh Dậu muốn nổ chết sếp Lương, nhưng mà anh Thái không may. Hả? Anh Thái đã bị thương? Chị quen biết với người đó hả?
Anh Thái đừng chết nha. Quay quay, chị đừng có kích động quá. Bây giờ bác sĩ nói là anh bị mất máu quá nhiều, phải truyền máu ngay. Nhưng mà loại máu đó thật là hiếm hoi. Cô thấy chưa, cả đám người ngồi chờ khám có ai có dược không hả? Có anh em nào thuộc loại máu O trừ hay không? Tôi. Để tôi khám cho cổ, nếu vừa thì truyền máu ngay. Làm ơn đi theo tôi. Có phải nếu tôi quyên máu cho ảnh là anh sẽ không sao hay không? Phải đó, đừng lo. Nguyên, tôi sợ chích lắm. Yên tâm, chích không đau đâu. Nè, từ từ đi. Nè, cẩn thận nha. Đi qua chỗ đi hả? Nè, ngồi xuống. Cảm ơn. Nè, cẩn thận chút nha. Từ từ. Ông xã, hay là anh đi chiếu cái đầu đi nha. Em lo là có những vết thương nhìn bên ngoài không có thấy. Không cần bị thương ngoài da thôi mà. Bác sĩ có nói đâu có sao. Con Huệ cũng thiệt tình. Thằng chồng đã sắp chết rồi, cũng không hề biết gì. Con không thể nói như vậy đâu. Nó qua bệnh pháp làm việc đó mà. Dĩ nhiên là không biết người ta nói. Kẻ không biết là không có tội mà. Hả? Phải rồi đó anh Thái à. Coi bộ anh đi được đứng được chắc không bị gì đâu. Vậy thì phải, bị nát cái mông thôi. Hey, anh em bận tâm cho anh đó. Hay là về nhà nghỉ 2 ngày nha. Tôi không gì đâu. Tôi biết là anh không sao, nhưng mà phải nghỉ ngơi lấy sức thì mới bắt được Quỳnh Dậu chứ. Mình đã có nói rồi mà. Vậy được. Nè, về nghỉ chút nha. Nè, dạ rồi. Nãy giờ cẩn thận á. Cẩn thận. Bye bye. Cẩn thận. Ông xã, có phải anh cũng được nghỉ phép hay không? Không cần, lát nữa về tổng bộ làm những chuyện lạc vặt. Hả? Cô Mẫn. Anh Thái, sao nói anh bị thương nặng, bị hôn mê mà? Gì đây, hôn mê bị thương nặng là anh em gác cái bãi đậu xe thôi mà. Anh xe, sao nói anh Thái bị thương nặng hôn mê? Phải mà, anh đó là anh quân trang Trần Thái, ai nấy được anh Thái mà. Nè, cô Mẫn à. Bác sĩ, coi, cô ta có chuyện gì? Không có gì đâu, nghỉ ngơi chút là hết chuyện, có gì quyên máu cho cảnh sát mà. Quyên máu? Bây giờ, vô đi. Chào sếp. Ngồi đi. Cảm ơn sếp. Không sao chứ? Không sao, bị trễ chút thôi. Anh Thái đâu? Anh không có gì đáng ngại, tôi kính về nghỉ rồi. Good. Sếp à, những anh em bị thương tình thế đã ổn định rồi chứ? Phải. Lâu nay Quỳnh Dậu đã gây chuyện với tên cảnh sát, không những là khiêu chiến với Ô Ký, điều quan trọng là hắn muốn đối phó với anh. Tôi không sợ nó, tôi không cần thiết phải sợ nó. Phải, ta không thể thắng chánh mà. Tôi nhất định sẽ cộng hắn ta về. Vụ án Quỳnh Dậu này tôi định giao cho anh Trung phụ trách. Tuần lễ sau ở bên Sena có một hội nghiên cứu về các việc phạm tội, tôi muốn anh đại diện cho Ô Ký đi dự. Sếp à, anh đã làm tuần cảnh quốc tế, có kinh nghiệm phong phú, anh là người thích hợp đi. Tôi hiểu. Anh hiểu được thì tốt. Vì công hay là vì tư, tôi cũng nghĩ tốt cho anh. Ý, ông xã, vô mau. Em làm gì vậy? Em coi có ai theo dõi anh không. Ê, ông xã, em đã nấu canh cho anh ăn đó. Em biết nấu canh từ hồi nào? Em không biết đâu, nhưng mà em đi nói với các bà sắm ở ngoài chợ, nói là chồng của em bị hoảng hốt, rồi họ dạy em nấu loại canh này. Ê, ông xã. Ông xã, em còn mua miếng ngọc này cho anh nè. Anh coi coi có phải đẹp hay không. Nếu như mà anh đeo nó lên thì sẽ có tác dụng định kinh. Em à. Em đừng có làm mấy cái chuyện vô duyên này nữa có được không? Đồng hồ hết pin rồi, đi thay pin giùm anh đi. Sao lại vô duyên chứ? Thì khờ quá. Cái đồng hồ này em cố tình tháo cái pin ra, mất công để ở đầu giường nó kêu tích tắc làm anh sợ, làm anh ngủ không vô. Sao để con dâu ở đây? Đề phòng bất trắc. Nghe nói lâu nay làm việc anh mặc kệ người ta nghĩ thế nào, em biết tại sao không? Bởi vì anh có lối làm việc riêng của anh, và anh cũng không giải thích với ai hết. Anh không muốn vợ của anh cũng giống như những người bên ngoài vô tri như vậy. Tôi là Di Tịnh Vân, bây giờ không có nhà, có chuyện gì xin nhắn lại sau khi tín hiệu.
Alo, tên Dân hả? Tôi là Mỹ Đức. Tôi có chuyện muốn bàn với cô. Trả lời tôi mau nha. Alo, Tịnh Dân hả? Tôi là John đây. Quê, cái vụ mình tối hôm qua đã bị vợ tôi biết được rồi. Làm sao xử đi hả? Cô trả lời gấp đi. Bye bye. Bây giờ không những vợ của anh biết, cả tôi cũng đã biết rồi. Sau đây có chuyện đặc biệt, Sajin sẽ nói chuyện với anh chị. Yes sir. Anh chị đều biết rồi, tội tập nã số 1 Quỳnh Dậu đã là một vụ lớn ở tổng bộ. Cấp trên thiệt là coi nặng dữ kiện này. Thực ra tại sao cái hình người để tóc ngắn như vậy? À, tổ tình báo bên đầu ký đã bắt được tin có người thấy tội tình nghi đã hớt tóc ngắn đi. Cho nên anh em có đi ngang các tiệm vàng, tiệm châu báu thì phải phát hình đẹp cho họ. Xin lỗi sếp. Kiếm chủ ngồi đi, không biết hả? Yes sir. Tôi thiệt muốn nhắc nhở anh chị một câu. Quỳnh Dậu thì ma giáo lắm, hình tượng thay đổi còn nhiều hơn là Mai Diễm Phương nữa. Cho nên anh em phải đề cao cảnh giác. Hả? Còn nữa, có một việc. Cảnh sát ở tổng bộ bị Quỳnh Dậu tập kích đã được tỉnh lại rồi. Anh cứ nhờ tôi chuyển lời cảm ơn của anh tới tiểu sư muội đã truyền báo cho ảnh, nghĩa là cô Mẫn. Tôi. Chuyện gì? Đừng hà tiện quá mà. Nè, tôi hỏi thiệt nha, tại sao khi không tới nhà tôi quyền báo cho anh em vậy? Cứ người quan trọng mà. Hơn nữa lại là anh em cảnh sát, mình giúp được gì thì giúp, đâu có thể thấy chết không cứu. Thì không biết may mắn hay là không may đi. Chiếc xe thì bị nổ tung, xếp lưng với anh Thái thì không sao, cảnh sát bị người ta thọc một giáo thì nằm nhà thương. Hỏi anh một câu riêng tư có được không? Riêng tư cỡ nào đã? Thật ra một người đàn ông phải làm sao mới thích một người đàn bà? Xin lỗi nha, việc này không thể trả lời cho chị. Anh thích trai hả? Dĩ nhiên không phải, thông tưởng là gái tới cua tôi. Chuyện gì? Yêu thầm tôi hả? Phải rồi, phải rồi. Ê, đừng giận với tôi. Alo. Alo, Tịnh Dân hả? Sao lâu vậy mới nghe điện thoại? Phải, em vừa về tới thôi. Qua wow, sao thở mạnh dọc vậy, em đang làm gì hả? Ê, có điện thoại vô rồi, không nói với anh nữa. Bye bye. Alo. Alo, alo. Cúp về gấp gáp như vậy? Nhất định có chuyện. Có chuyện gì? Miễn là chuyện lớn. Nhưng nghĩa là chuyện gì? Mật mã 234. Vợ tôi có gọi máy không vậy? Còn Pony, Minh Huệ. Cảm ơn. Thiệt tình à? Đã nói con quậy qua bệnh pháp làm việc mà, đâu có biết chuyện của con chứ. Nếu như cậu có lòng, tại sao còn biết chứ? Alo, Kim Thái hả? Ai đó? Ida, Ida nào? Chỗ này chỉ có con quậy thôi. Dạ ba. Ê, tôi cho cậu biết nha, từ nay đừng có điện thoại tới phá thằng con tôi nữa à. Nó có vợ rồi, chào. Ba. Chuyện gì đây, điện thoại kiếm con mà. Thái à, từ nay đừng có đưa số điện thoại cho những người đàn bà tầm bậy tầm bạ nữa. Bà nói gì đây, có chỉ là bạn bè thông thường thôi. Cái thứ chỉ ngủ nhờ đêm sáng mà chia tay chứ gì hả? Bà tin cũng được, không tin cũng mặc. Miễn là người ta biết bận tâm hỏi thăm con trai của bà. Vậy là có thể làm dữ sao? Ba cho con biết trong nhà này chỉ có con quậy thôi. Bắt đầu từ nay ba thấy con nào lên đây ba đập chết liền đó. Không thèm nói chuyện với ba nữa. Ây da. Sao? Chuyện gì? Không phục hả? Không phải, đau quá đi. Bác trai ảnh đau thiệt đó. Mẫn, đứng đây làm gì? Không gì. Gì đây?
rượu thuốc tề thấp cầm đạo. Làm gì chứ, nhà nào cũng có rượu thuốc kiểu này mà. Nếu muốn kiếm người ta làm ơn kiếm cớ khác đi. Anh chồng quê tôi đuổi chưa? Tôi chỉ muốn gặp anh Thái thôi, cho nên mới kiếm đại một cớ. Thì kiếm đại một cớ, lần này là rượu thuốc, lần sau lại có gì đây hả? Tội nghiệp quá đi, người ta có vợ rồi. Nếu như vợ anh Cẩn Trương thì đã tới nhà Thương rồi. Phải, nếu Cẩn Trương đã tới nhà Thương, nhưng vợ người ta làm gì bình pháp làm sao biết chứ. Bây giờ nhìn tướng của cô tôi cũng đã hiểu, đừng có dại dột nữa. Nghĩ lại, anh nói cũng đúng mà. Lần nào cũng kiếm cớ như vậy thì không được đâu. Tôi nên trực tiếp một chút, nói rõ ràng với anh Thái. Vậy, đừng nha. Tại sao? Như vậy, nếu như chị trực tiếp nói tôi sợ bị thất bại, người ta trở mặt với chị, không thèm nói chuyện nữa. Vậy làm sao đây? Nè, anh em với nhau mà, anh giúp tôi không được sao? Nghĩ cách giùm tôi đi. Anh được mà, nghĩ cách đi, làm ơn. Có cách không phải là không có. Nè, chị lấy lòng của bác trai đi, chú Sâm đó. Chú Sâm? Có được hay không? Được. Tôi biết là chú Sâm lâu nay không thích cô dâu của ổng. Ổng cứ mong là anh Thái cưới vợ khác. Thiệt hả? Thiệt mà. Đi đi, nhất định được. Em thiệt phải đi hả? Phải, đã hẹn với khách rồi, hơn nữa anh cũng biết bất công. Anh hiểu. Chuyện gì? Áp lực công tác lớn lắm hay sao? Anh cứ thấy là trong bụng không được yên. Anh thấy có lỗi với Tư Đồ. Không biết tại sao, anh thấy như là mình đang tư tình. Và cảm thấy hình như là không thể công khai. Như là thấy không được thoải mái lắm. Chúng ta đều là người lớn rồi, đừng có suy nghĩ thêm nữa. Ngủ đi nha, em đi. Xin lỗi. Xếp trận. Sao ngộ vậy? Chuyện gì? Đã uống nhiều rồi hả? Chuyện gì? Tôi thấy anh có gì không ổn. Tôi có gì không ổn? Tôi cũng đâu có gì không ổn. Sao hai người mình xùi quá vậy? Anh nói cái gì? Anh không gì chứ hả? Tôi không gì. Anh cũng đâu có gì chứ. Tịnh Vân mới là có chuyện thôi. Tịnh Vân? Tịnh Vân có chuyện gì? Cô giấu tôi có người đàn ông khác bên ngoài. Tại sao anh biết? Dạo này cô lanh nhạt với tôi. Tới đêm khuya mới chịu về, nhất định là có người đàn ông khác rồi. Chưa chắc đâu. Đừng có nghĩ tầm bậy. Không biết phải quả báo hay không. Hôm xưa chuyện bạn gái của người ta, bây giờ vợ bị người khác giật đi. Đừng có vậy mà. Ê, anh biết mà. Vấn đề tình cảm khó nói lắm. Tôi không trọng lượng như anh đâu. Nếu như tôi biết được thằng bắt dịch nào giật vợ của tôi, khiến vợ tôi ngoại tình, tôi nhất định rút súng bắn bể đầu của nó. Anh có biết tao nói lại không vậy? Tôi không biết. Sao tôi lại biết chứ? Anh em, hai chúng ta đều chết dưới tay của người đàn bà. Nè, cạn ly. Cạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
当天偷偷看你红透了面，完全是没有意料，竟可有目前，我美梦已出现，含情细诉我心内的爱意，轻轻说句怀里心事，完全是没有意料，竟可有目前，那快乐记心窝。将痴心亮起，我已钟情于你。妈妈，那份爱灼热我心内。好啊，过晚。Chú Sâm, là chú hả? Sao lại hơi lên vậy? Chuyện gì đây? Dạ anh Thái, anh nói là chú nấu ăn giỏi lắm, cho nên cho tới coi chú có thể dạy cháu làm món cải mặn chân với thịt heo hay không? Cải mặn chân thịt heo đơn giản thôi, đi mua cải mặn mua thịt heo là xong. Cải mặn, thịt heo, có cần bỏ bột sắn hay không? Dĩ nhiên cần chứ. Nè, mua bột sắn với lại nấm mèo. Wow, có tiền không đây? Anh Sâm đã lớn tuổi rồi mà vẫn còn đi cùa gái hả? Tôi chính mắt nhìn thấy đó. Nói thiệt chứ, anh Sâm tuy là lớn tuổi nhưng mà vẫn còn bảnh trai lắm mà. Cái miệng là khéo ăn nói. Còn nữa, cái vụ mà nhà Hào quê ở đỉnh núi bị cướp á, ảnh đã được nổi tiếng rồi. Mấy con bé không khoái ảnh mới là lạ chứ. Phải, thì phải rồi, cái con bé đó khoái ảnh lắm. Còn mang canh tới cho ảnh tẩm bổ nè. Thì phải rồi. Ê, đừng ganh tị nha. Chào anh em, chào anh em. Có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Không có gì. Quê quê, ai có Diễm Phước đây? Vợ bé nấu canh cho ảnh hả? Con gái của anh còn Mẫn đem tới. Con nhỏ này cũng có hiếu thiệt ha. Nó đâu hả? Đâu rồi? Sao không vô toilet kiếm tôi? Không, có lên đảo vòng thì đi ngay. Anh Sâm đưa cậu xuống. Mắc mớ gì tới ổng? Anh Hiền à, cái bình này có mắc mớ tới anh mới đúng đó. Cô Mẫn đem lên cho anh Sâm thôi, không mắc mớ tới anh đâu. Cái gì hả? Con gái của anh với lại ảnh đã cặp nhau rồi. Cái gì? Quay, đừng có phá đồ của tôi, làm ơn đây. Phá đồ của anh? Bây giờ tôi hỏi anh tại sao anh phá con gái của tôi? Đừng có mở miệng là nói bậy đó bà nha. Tôi phá gái anh rồi nào? Chứng cứ rành rành còn muốn chối? Nếu như không có gì, tại sao nó nấu đồ bổ cho anh hả? Cái thằng cứt gà. Tôi cho anh biết nha, đây là ruột bắp nấu với cờ kheo để ngừa bên đáy đường đó. Con gái của anh theo tôi học nấu ăn, bây giờ đền đáp cho tôi thôi. Anh chức cao hơn tôi, miệng lớn hơn tôi, muốn nói gì mà không được. Anh làm chuyện bậy bạ hả, coi chừng gặp quả báo đó. Anh đứng lại. Vậy lâu nay bất mãn với tôi lắm phải không? Không những là bất mãn mà còn khi dễ anh. Tôi cũng vậy. Đồ thằng cướp gà, báo hại tôi phải gác tiệm vàng, để người ta tưởng tôi là về chúa nữa. Nếu có súng hả, tao bắn chết cha mày luôn. Chị, bị mát dây rồi. Bà mới mát dây đó. Là thằng Quỳnh Dậu đó. Các anh em, Thái làm được rồi hả? Ê, sao tươi quá vậy? Như đã hết chuyện rồi hả? Đã bình phục hết chuyện rồi. Nè Quang à, lần trước đưa tôi về nhà, tiền làm phiền anh. Mong cũng có lần sau thôi. Hey, lần sau thì còn may mắn như vậy đâu. Cẩn thận nha. Thì phải rồi, coi chừng bị tiệt giống đó. Anh Trung à, có người điện thoại 369 nói là Quỳnh Dậu xuất hiện ở gần tiệm vàng. Lập tức xuất phát, anh em cẩn thận nha. Đối phương cực kỳ nguy hiểm, có thể đụng trận đó. Yes sir. Xuất phát. Cảnh sát, tiền ra là bác báo cảnh sát. Phải là tôi gọi đó. Bác à, bác nói là nhìn thấy Quỳnh Dậu hả? Đúng vậy, bây giờ nó cạo trọc đầu rồi còn đeo mắt kiến nữa. Nó đảo qua đảo lại ở đây 2 vòng. Tôi định nó đảo vòng thứ 3 tôi bắt sống nó luôn. Bác còn nhớ chiếc xe đó hiệu gì không vậy? Nhớ chứ, đốt đi rồi tôi cũng nhớ mà. Vậy được rồi, là phiền bác theo tôi lên xe đảo với vòng khu này nha, coi gặp được xe đó không. Được, đi.
IC23408, chiếc xe bị cướp mất phát hiện tại đường Kim Bá Lợi. Sếp ba, tôi nhìn thấy cái người đó đã lên đây. Vãi rồi, ôi lại chiếc này nè. Là chiếc này hả? Phải. Sao rồi? Thưa sếp, có một sư huynh đã phát hiện xe này vào 3 phút trước nhưng mà đã không thấy tài xế. Anh Trung, đầu xe vẫn còn nóng. Anh Trung, có người nhìn thấy tài xế đã lên cái ốc này. Anh em, lập tức phong tỏa các lối ra cửa. Yes sir. Các người khác theo tôi. Yes sir. Đứng yên, đứng yên. Mở lên, mở lên, mở lên, mở lên. Đứng xe cho tường, mở lên. Nhanh lên, mở lên. Để tay lên đầu. Quay mặt lại. Nè, quay mặt lại. Quay mặt lại. Từ từ quay mặt lại. Mở lên, mở lên, mở lên. Anh quay mặt lại. Quay mặt lại. Anh đâu, quay mặt lại. Hai người ở lại xét căn cước, hai người khác theo tôi. Nằm đi, nằm đi. Nằm đi. Cảnh sát, đứng yên. Đứng yên, dây tay lên. Quay lại. Từ từ nha. Chuyện gì vậy? Đứng yên. Sếp Trung, đã coi lại rồi. Thì ra trên này có nhiều chùa chiền cho nên mới có nhiều thầy chùa như vậy thôi. Hèn chi Quỳnh dậu chọn giới này ra vào, muốn qua mắt thiên hạ. Thanh à, gọi về tổng bộ. Chúng ta cần thực hiện sẽ phong tỏa các ốc. Yes sir. Mình xét từ từ. Ê madam, bánh trứng mới ra lò nè, mua vài cái đi. Anh Thái thích ăn bánh trứng này. Ông chủ à, bán cho tôi nửa tá đi. Ờ à, được. Tổng bộ và anh em các đơn vị xin lập tức tới cao ốc Hương Bằng ở khu đông. Hiện trường còn nhiều anh em tới chi viện. Ông chủ à, xin lỗi nha. Cảnh sát, xảy ra chuyện gì? Tôi cũng là cảnh sát. Vừa rồi bị người ta đánh ngất xỉu. Ủa, đồng hồ tôi đâu? Nguy, các đơn vị chú ý. Tôi là thanh tra Dương Chí Trung. Bây giờ nghi ngờ tôi tình nghi tội phạm đang quan trang giả dạng. Chặn lại ngay, đừng để nó chạy thoát. Đi đi, cảnh sát. Đi đi, đi đi. Mẫn, uống ly nước trước đã. Đừng có lo lắng nhiều. Máu của em nhỏ có nhiều bác sĩ coi chừng mà chắc không sao đâu. Chúng tôi ở lầu 5 của cao ốc đã phát hiện ổ của Quỳnh Dậu. Nhưng mà Quỳnh Dậu đi đồng lõi đã chạy hết rồi. Bộ đồng phục của cảnh sát đó kiếm lại ở phòng đổ rác. Tôi đã nói tên này rất là ma giáo mà. Không ngờ hắn lại cạo đầu để qua mặt cảnh sát. Bây giờ chỉ còn cách là chờ tin binh của Mẫn. Anh Thái. Sếp Lương. Thế nào, cô Mẫn có nhớ được chuyện gì không? Có bị sợ quá độ không nhớ được gì hết. Được, nhờ chuyên gia thôi miên tới giúp. Bây giờ cô để mình mãi được nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Thiệt nhẹ nhàng.
như là nằm ở trên một cái giường thiệt là mềm mại vậy. Có thiệt không đó, chơi thôi miên hả? Bộ tưởng bắt dây chúa thiền mùng hay sao? Có sao đâu, thử một chút cũng vô hại mà, biết đâu có thu hoạch. Hả? Xếp lưng, xếp lưng. Xếp lưng, xếp lưng. Bây giờ cô nhìn thấy gì? Cô cho tôi biết đi. Bánh trứng mới ra lò đó. Anh Thái thích ăn lắm. Anh Thái, người ta mua bánh trứng cho anh đó, sao không có phần của tôi? Cầm miệng đi, tiếp tục coi. Sau đó cô lại thấy gì? Bà con sợ quá. Hắn đã nổ nhiều phát súng. Hắn là ai? Hắn là Huỳnh Dậu. Cô nhìn thấy hắn, trên mình hắn có đặc trưng gì? Hắn đội tóc giả. Còn gì nữa? Trong tay xách một cái túi. Cái túi đó ra sao? Trên đó có tên của công ty hay là chữ gì không? Là cái túi ni lông màu hường, viết chữ đen, viết chữ Kim Dận. Chúng tôi đã coi qua tất cả những cửa tiệm ở Hồng Kông có tên là Kim Dận. Có 6 tiệm là dụng cụ văn phòng, 10 tiệm là trung tâm mỹ phẩm, 8 tiệm là bán đèn đuốc, còn 6 tiệm là bán phụ tùng xe hơi. Xếp lưng. Nhưng mà dùng túi ni lông màu hường chỉ có 3 tiệm. Một tiệm là bán mỹ phẩm, một tiệm là đèn đuốc, một tiệm khác là phụ tùng xe hơi. Được, cho người tới tiệm vàng này lấy tin. Yes sir. Mẫn gà tới rồi. Vừa rồi tôi thì đã nói luôn ra chuyện tôi thích anh Thái hả? Phải, tôi cũng không giúp được gì cho cô. Chết rồi, làm sao còn mặt mũi gặp người ta? Sao lại chết chứ? Vậy cũng tốt, lâu nay không muốn anh Thái biết cái chuyện này mà. Bây giờ tự nhiên tỏ lòng như vậy, mọi việc sáng tỏ rồi. Anh có phản ứng gì? Anh hả? Không có, tôi chỉ biết là những người khác á thì cười bể miệng. Không phải vậy chứ. Cái gì mà không phải? Cô cũng biết cái miệng của thằng Thành chỉ cứt mèo mà, thúi miệng lắm. Bây giờ chỉ có mấy người biết thôi. Tôi nghĩ ngày mai không những tiền cảnh sát biết, mà cả ông kia đều biết hết. Tôi chết, hết cách rồi. Bỏ đi Mẫn à, coi như giấc mơ nha, đừng suy nghĩ tới nữa. Hả? Anh biết cái gì? Phải, tôi không biết. Chỉ là cô không biết lòng của tôi đối với cô ra sao thôi. Quỳnh Dậu, anh thì mất phụ tùng xe hơi, đã đặt một cái bản số xe đi X6351. Lúc mà đi, hắn đã dùng cái túi ni lông này để được cái bản số xe. Nhất định là đi ăn cắp xe rồi gắn bản số giả vô. Tôi nghĩ xe đã ăn cắp rồi sẽ hành động bất chợt thì đúng hơn. Xếp lưng, mình đừng có phí thời giờ nữa. Mình phân hai chiếc xe đi tuần tất cả các tiệm vàng ở khu đông. Được, báo với các đồn gác ở khu Long Hồng Kông, nếu thấy bản số này thì báo cho mình biết. Yes sir. Còn nữa, Quỳnh Dậu là con cáo già, mọi người phải cẩn thận. Yes sir. Gọi về tổng đài, gọi về tổng đài, chúng tôi phát hiện chiếc xe DX6351. Lo liệu cho xong. Gọi tổng đài, đã phát hiện chiếc xe tầm nã. Bây giờ vị trí ở đâu? Anh Trung sẽ lo liệu được mà. Bắt được Quỳnh Dậu cũng là công lao của đội A, có phải không? Ừ. Hai ngày sau là anh sẽ qua trên này để họp. Nè, về nhà chuẩn bị đi,
coi như là bù lại tuần trăng mật với vợ anh. Vô đi. Sếp Hà, sếp Lương, có một anh em ở thương xá Đại Sơn phát hiện một chiếc xe nghi ngờ là của Quỳnh Dậu. Thương xá đó có mấy tiệm vàng, Quỳnh Dậu nhất định tới đó gây án. Sếp Hà. Sếp Lương, tình hình thế nào? Tài xế của xe bị nghi là xe cướp đã ở đây. Xe cướp ở bên kia. Nghe nói đồng lõa đã lên trển lâu rồi mà vẫn chưa có xuống. Anh em lo liệu. Yes sir, coi chừng đó. Đến đây, đến đây, đến đây. Mở lên, mở lên, mở lên, mở lên. Đến đây đi, đến đây. Đến đây, 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 đến đây. Dạ. Nhanh lên. Bên kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
又再三欣赏，共你有过时光是最美一张，只要你愿爱惜，仍再可遇上，别怕再次失